Em chào anh ạ. Thế anh vừa lên Hà Nội hả anh? À thế ạ, anh đi đường có mệt không ạ? À vâng, thế em được biết là anh có đang tham khảo máy scan phim hả anh? Anh có tâm đến máy scan phim. À vâng, thì không biết là trước kia anh đã từng dùng xe xã hội chưa anh? Trước kia thì anh đã có từng dùng nhưng nó nhanh hỏng, chất lượng hình ảnh không đẹp. Và cái ở xe xã hội thì phim nó khá là dày anh ạ. Phim nó dày như vậy thì là nhiều khi là mình chụp các cái răng ở bên trong ấy thì là bệnh nhân người ta sẽ dễ bị kích ứng hơn và có thể là nhiều bệnh nhân có thể gây nôn. Vâng, nhưng mà bên em thì là cái máy quét phim thì cái phim nó khá là mỏng mềm anh ạ. Cái này nó lại có hai size, cái này là size của trẻ em ạ, đây là size của người lớn. Vâng, đấy thì là nó sẽ gồm có 4 phim. Đây một phim thì em đã đặt ở trên này rồi thì gồm có hai phim của người lớn, hai phim của trẻ em. Và cái phim này thì nó có thể tích hợp được tất cả các loại X-quang, mình dùng khá là tiện anh ạ. Đấy thì cái phim này mỏng mềm và cái chi phí mà trừ khi bệnh nhân người ta cắn hoặc là giật nát ấy, thì là nó mới hỏng được, còn cái này thì dùng lâu mới hỏng được đấy. Và cái chi phí của nó ấy, ví dụ là hỏng ấy thì sau này anh mua ấy, thì nó rất là rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1 triệu thôi, nên là mình dễ dàng mình có thể thay thế được. Chắc chắn là dùng nó sẽ thuận tiện. Vâng, đúng rồi. So với cái phim kia thì nó dày quá, nhiều bệnh nhân người ta không thích. À, đấy thì anh ơi, bên em thì có chủ sẵn một cái phim rồi. Không biết là anh này, cái máy scan này là của nước nào, sản xuất của hãng nào? À, bên em cái máy này là của Hàn, của Luxen ấy. Thì bên em có bảo hành 2 năm và trong 1 năm đầu tiên anh sử dụng ấy có vấn đề gì thì bên em sẽ buộc đổi một máy mới luôn cho anh. Vâng. Và hiện tại thì là giá máy của bên em là 93 triệu, nhưng mà thay vì đặt hàng ở trong triển lãm WinTech thì bên em sẽ làm các cái chương trình mà dành ưu đãi các khách hàng để chào mừng cái sự kiện lần này là WinTech 12 năm 2019 ạ. Thì là vâng, em khi mà trong tháng này anh đặt mua máy scan 93 triệu thì anh sẽ được tặng thêm một máy tính HP đồng bộ với cả máy scan. Mình có thể kết nối đây ạ, chính là cái máy tính này ạ, thì mình có thể kết nối qua mạng LAN thì mình sử dụng. Ví dụ như có một cái máy này là máy chủ thì mình có thể kết nối, ví dụ như là anh có 4-5 phòng khám chẳng hạn, thì anh chỉ cần một cái máy chủ này thì anh có thể kết nối với nhiều các cái phòng khám khác nhau. Và khi mà có máy scan này, nó vì cái độ phân giải nó khá là cao ấy, khi mà anh thấy cái hình ảnh nó tốt rồi anh có thể chiếu lên TV thì khi mà anh tư vấn cho bệnh nhân ấy, thì người ta cũng rất là thích, bởi vì là người ta sẽ nhìn rõ cái hình ảnh và như vậy thì anh cũng tư vấn nó, cái việc tư vấn mình sẽ dễ hơn, bệnh nhân người ta sẽ dễ dàng người ta nghe mình hơn. Em không biết là anh đã từng nhìn thấy cái máy scan này của bên anh chưa ạ? Anh chưa từng nhìn thấy, có một vài cái hãng khác có scan nhưng mà cái máy này nó nhỏ quá. Vâng, đúng rồi. Cái máy này của bên em thì rất là nhỏ gọn, nó chỉ là 3,3 cân thôi. Thì mình có thể di chuyển nó rất là di động và nó không bị dây dợ là ngoài đây anh đấy, nó không thể bị dây dợ là ngoài. Nhiều khi như cái sen sau ấy, thì nhiều khi nó có một cái dây mà mới với cả cái nguồn ấy thì là ví dụ như là hỏng cái dây đấy coi như là toàn bộ cái sensor coi như là mất đi. Anh đã từng bị hỏng dây và không được bảo hành rồi. À đây, coi như là đấy mấy chục triệu coi như là mất đi, rất là phí. Thì cái máy này của bên em thì nếu mà máy mà không tốt thì bên em không bao giờ đấy nào mà dám bảo là bảo hành 1 năm đầu tiên mà mình có được lỗi 1.1 mình sẽ được máy mới luôn. Thế thì anh yên tâm. Và cái bên em thì là khi mà không biết là phòng khám anh ở khu vực nào anh? Chỗ trên của anh thì nó cũng là ở ngoại xã. Thế thì nếu mà anh ở trên thị xã ấy, thì bên em sẽ cử kỹ thuật về lắp đặt và hướng dẫn anh tận phòng khám luôn, thế nào mình sử dụng được thì thôi. Thì anh ơi, thế thì em xin phép là em có phim mà để anh xem cái chất chế độ cách sử dụng không dễ dàng. À, anh chỉ cần cái này thì anh sẽ chụp rồi. Sau khi mình chụp anh vừa xem cách bọn em chụp rồi nên là cho vào việc nó dễ dàng. Bây giờ mình cách sau khi chụp xong em nhắn cho mình xong rồi thì mình thả vào, mình chỉ cần thả vào đơn vị rất là đơn giản thôi. Mà cái phim này là có 3 cái bọc, một cái bọc bên ngoài này thì để tránh cái nước bọt. Đấy, và cái tấm cứng này. Cái mặt xanh này thì là cái mặt để mình tia, thì khi mà mình thả vào thì mình chỉ cần thả cái mặt xanh về cái cuốn của mình. Em thả. Thả vào cái là nó nhận luôn này, nó hiện lên hình ảnh luôn. Thì mình làm qua nó tự động quét, rất là dễ dàng. Nó trước nếu mà anh dùng sensor thì anh biết cái này còn ếch, cầm 2-3 giây là nó hiện lên. Vâng, tốc độ quét rất là nhanh. Đây sau đó thì mình kết nối máy tính thì mình tốc độ xử lý rất là nhanh và anh dùng tiện. Xong rồi thì anh lại bỏ vào đây. Anh bỏ cái anh bỏ cái lớp mặt đen này và cái phía tuyết này vào cho nó đi nhỏ. Nên là cái phim này dùng rất là bền, phải lâu lâu sau anh mới thay. Đây ạ, anh nó rất là rõ nét. Mình có thể nhìn người ta cái đường tủy ở đây đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Tủy chân răng sẵn nét. Đây cái này mà anh tư vấn cho bệnh nhân rất là dễ luôn. Có hình ảnh rõ nét này thì anh chỉ cần chiếu vào TV thôi, tức là anh tư vấn. Cái này nếu mà lên rất lớn thì sẽ rất là trực quan. Nhìn rõ luôn. Các cái tủy các này nhiều khi nhìn rõ cả cái dây thần kinh và chân răng nhìn rất là rõ. Này mình nhìn cái kia. Rồi, người ta bệnh nhân người ta vào phòng khám mình như này người ta cũng nhưng chắc có lẽ là cũng do một phần là máy X quang chụp của mình cũng đẹp đấy. Vâng đúng rồi ạ, mình phải cắt được cái vị trí chụp X quang nó chuẩn thì khi mà mình lên phim ấy thì nhìn nó cũng rất là rõ nét. Ok, cảm ơn em giới thiệu cái này. Anh nghĩ là cái này có thể tốt cho bạn tại vì là trong cái tháng này là cái tháng mà ưu đãi. Là cái máy cắt phim thì khi mà mình mua cái máy cắt phim 93 triệu thì sẽ lại được tặng thêm một máy tính HP này thì rất là các bác sĩ nhân viên y tế thì có thể nắm được. Tại vì tháng trước thì bên em cũng có triển khai cái chương trình là mua máy cắt phim và tặng một máy tính nhưng mà chỉ trong vòng 10 ngày nên là nhiều bác sĩ là chưa có thể thu xếp được nên là bên em nhiều bác sĩ phản hồi nên là bên em là để quay lại cái chương trình đó. Đấy thì anh còn thắc mắc hoặc là cái khoảng thời gian này là bên bạn là khoảng bao lâu rồi? Trong tháng này ạ, trong tháng 8 này ạ, để chào mừng cái WinTech 12 ấy, thì là bên em có triển khai. Thì anh có vấn đề gì còn đang thăm về máy quét phim thì anh có thể liên hệ với em có thể giải đáp cho anh.